Dính án cờ bạc, nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long có bị cấm diễn. Trước đó, vào ngày 19 tháng 7, ông Nguyễn Đăng Chương, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định với dân trí, người tham gia cờ bạc sẽ bị cơ quan công an xử lý, họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tuy nhiên, đối với một nghệ sĩ để lại hình ảnh tiếng tăm xấu trong mắt công chúng thì sẽ bị xem xét tư cách đạo đức, xem họ có phù hợp để được cấp chứng chỉ hành nghề hay không. Tuy nhiên, xét trong trường hợp cụ thể là nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, người vừa bị khởi tố vì tội đánh bạc tại Vĩnh Long, sáng nay 11 tháng 9, trao đổi với phóng viên Dân Trí, ông Phan Quốc Hùng, giám đốc nhà hát Trần Hữu Trang, nơi mà Kim Tử Long vừa tham gia dự án tái dựng vở kịch Tiền Tỷ, Chiếc Áo Thì Nga cho biết, nếu chưa có án phạt của pháp luật đưa ra, chúng tôi vẫn sẽ để Kim Tử Long diễn. Trừ khi có án phạt cụ thể, chúng tôi sẽ chấp hành nghiêm chỉnh. Đồng thời, ông Hùng cũng khẳng định Kim Tử Long không thuộc biên chế của nhà hát Trần Hữu Trang. Là nghệ sĩ tự do nên ông cũng không thể quản lý hay cấm diễn đối với ông bên ngoài phạm vi nhà hát Trần Hữu Trang. Ông Minh Phương, trưởng phòng quản lý nghệ thuật của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, hiện tại sở chưa nhận được công văn chính thức nào về việc nghệ sĩ Kim Tử Long bị khởi tố. Tôi chỉ nắm được thông tin thông qua báo chí. Khi chưa có quyết định chính thức từ trên thì chúng tôi chưa thể trả lời được gì cả. Tuy nhiên, vị này cũng nói thêm rằng nếu chưa có án phạt đưa ra, sở cũng sẽ chưa vội đưa ra quyết định của mình. Như vậy, với những thông tin kể trên, việc nghệ sĩ Kim Tử Long có bị cấm diễn hay không vẫn là một câu hỏi chưa có lời đáp, chưa có tuyên án chính thức của tòa, chưa có lệnh cấm diễn, nhưng có thể thấy, với người hâm mộ, Kim Tử Long đã mất rất nhiều.